Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm rất đặc biệt đến từ hãng Yato Ba Lan. Đó là chiếc đèn soi gầm xe, soi động cơ. Đây là một chiếc đèn mà rất hay được sử dụng trong các xưởng sửa chữa, trong các gara sửa chữa ô tô, xe máy, hoặc là được sử dụng rất nhiều trong gia đình. Chiếc đèn này chúng ta sử dụng khi mà chúng ta cần sửa chữa hoặc là một làm việc gì đó trong một phạm vi nhỏ và ánh sáng kém. Và sản phẩm này có mã là IT08505. Đây là hình ảnh bên ngoài của chiếc đèn của chúng ta. Ở phía dưới này sẽ là thông số của sản phẩm. Như mọi người thấy thì chiếc đèn này sẽ bao gồm có 30 bóng đèn 30 cộng 7, tức là sẽ có 30 bóng đèn chính ở mặt trước như thế này. Đó, 30 bóng đèn cộng lại 7 chiếc 7 bóng đèn ở trên đầu nữa. Tổng cộng chúng ta có 37 bóng đèn. Còn bên cạnh đây là thông số về sạc pin. Pin chiếc đèn của chúng ta sẽ sử dụng mà dòng điện là 230V và có thể sử dụng từ 220 đến 240. Và pin pin sử dụng cho chiếc đèn này là pin Lion 3,7V và có dung lượng là 1800 mAh. Như mọi người thấy, đây chính là mức độ ánh sáng, cường độ ánh sáng của mỗi số bóng đèn LED mà phát ra sẽ có chỉ số là 85 lumen. Đối với bóng đèn LED thì tương đối sáng đấy ạ. Và đây là thời gian sạc pin sẽ là 4 đến 5 giờ. Và chiếc đèn của chúng ta sẽ đi có gắn kèm với hai cục nam châm ở trên thân đèn. Hai cục nam châm. Và phía dưới này sẽ là thời gian hoạt động của bóng đèn của đèn. Nếu chúng ta sử dụng 7 chiếc bóng đèn ở trên đầu ấy, thì thời gian sử dụng sẽ lên đến 15 giờ đồng hồ. Còn nếu với sử dụng với 30 bóng đèn chính ở mặt trước như này thì thời gian sử dụng ngắn hơn, khoảng tầm 4 tiếng. Cũng rất là lâu nữa. Và chiếc đèn của chúng ta sẽ có gắn kèm với hai chiếc móc để chúng ta có thể treo lên dây hoặc là treo một chỗ nào đó. Đây là thông số hình ảnh bên ngoài vỏ hộp. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mở hộp chiếc đèn này ra. Chiếc đèn của chúng ta sẽ được gói trong một giấy chống vã đập. Đó. Và đây bên trong này sẽ là phụ kiện đi kèm. Mình xem là những phụ kiện gì nhá. Chỉ có một cái giấy bảo hành của hãng tiếng Ba Lan và đi kèm sẽ là một cái hộp. Bên trong này sẽ là tất cả phụ kiện của đèn. Chúng ta sẽ có một cục sạc dòng điện 220V, một sợi cáp micro USB và một thiết bị, một đầu sạc để chúng ta có thể dùng trong xe hơi, nên rất là tiện. Đó, tất cả phụ kiện còn đi kèm chỉ có như vậy. Mình sẽ để nó sang một bên. Đây chính là chiếc đèn của chúng ta. Một chiếc đèn có thân sẽ làm bằng nhựa, chất liệu nhựa cứng và có độ nhám rất là đẹp. Và chính là mặt trước sẽ bao gồm có 30 bóng đèn chính. Chúng ta nhìn tổng thể, đây là phần chuôi đèn. Tiếp theo 30 bóng đèn chúng ta sẽ có một cái đèn báo, một cái nút nguồn, logo của Yato. Nên mặt đằng sau thì chúng ta sẽ có một cái móc treo ở trên đầu. Đó. Tiếp theo sẽ là một cục nam châm. Cục nam châm sẽ gắn cùng cạnh với lại hai cái lá đồng như này. Đây chính là vị trí cục nam châm. Tiếp theo sẽ là đây sẽ là một chiếc móc treo thứ hai. Và bên cạnh chiếc móc treo sẽ là cái cổng sạc micro USB. Một cổng sạc rất là thông dụng hiện nay. Và phía cuối sẽ là một cái tem chính hãng của nhà sản xuất, sẽ có bằng logo tên sản phẩm, thông số về pin, số seri của sản phẩm cũng như là địa chỉ của
của nhà sản xuất. Hai bên cạnh này thì sẽ không có gì cả. Phần cuối, phần chuôi ấy, thì sẽ có một thanh nam châm thứ hai ở phía dưới đuôi cộng với một cái ốc. Đây chính là mặt trước của sản phẩm. Ba cái bóng đèn này sẽ sở hữu một cái ánh sáng chính của đèn khi mà chúng ta sử dụng. Trên đầu này sẽ là 7 bóng đèn. Bởi bóng đèn chúng ta có thể sử dụng trong những trường hợp mà không cần dùng nhiều ánh sáng và muốn tiết kiệm năng lượng. Và đây mình sẽ bật lên rất sáng ạ, 30 bóng đèn. Chúng ta ấn một cái nữa thì sẽ bật 7 bóng đèn lên và đồng thời 30 bóng đèn kia sẽ tắt, đèn sẽ tắt luôn. Đó, mình nhấn lại các bạn xem, ấn một lần sẽ sáng 30 bóng, ấn thêm một lần thì sẽ sáng 7 bóng kia, rồi ấn thêm một lần thì đèn sẽ tắt hẳn luôn. Đó, một sản phẩm rất là tiện lợi. Khi mà chúng ta làm việc trong những trong phạm vi nhỏ và có ánh sáng yếu thì một chiếc đèn như này sẽ rất là thuận lợi cho chúng ta. Một sản phẩm đến từ Yato Ba Lan. Cái phần chuôi đèn thì có điểm đặc biệt là chúng ta có thể phải gập xuống như thế này. Đó, gập xuống hoặc là gập lên đều được cả. Và chúng ta tận dụng một cái thanh nam châm ở phía đuôi này, chúng ta sẽ gắn xuống mặt một cái mặt bằng kim loại nào đó để chúng ta không phải dùng tay giữ đèn. Nó rất là tiện lợi. Và lát nữa thì mình sẽ thử đặt xuống một cái mặt mặt kim loại cho các bạn xem. Đây là toàn bộ hình dáng của chiếc đèn. Nó rất là đẹp, có tông màu đỏ và đen, được làm một chất liệu nhựa nhám rất bắt mắt. Và đây mình đã đặt một chiếc đèn lên một mặt phẳng, một mặt bằng kim loại, và chiếc đèn sẽ dính chặt lại. Đó, chúng ta không phải một tay cầm đèn nữa, sẽ rất tiện lợi trong quá trình làm việc sửa chữa. Sản phẩm này hiện đang có sẵn tại Yato Việt Nam với giá bán lẻ là 590.000. Các bạn quan tâm sản phẩm thì vui lòng comment để lại số điện thoại và bên mình sẽ hỗ trợ lại cho các bạn. Và xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong clip sau. Xin chào.